từ bi phạm chí tu bạc đà la bảo a nan bậc nhất thiết trí đêm nay vào niết bàn xin cho tôi ý kiến a nan từ chối tu bạc đà la năn nỉ phật cho người ra gọi vào tu bạc đà la nghe pháp chứng a la hán tại chỗ phật kể chuyện cho cả đại chúng biết nhân duyên quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp xưa một rừng cây bốc lửa các loài thú đổ xô về phía có một dòng nước tìm cách thoát thân một con nai lớn thân to sức nhiều đưa hai chân trước chống bờ bên này hai chân sau chống bờ bên kia cúi đầu cho các thú đạp trên lưng mà qua trong lúc vội vàng con nào con nấy móng vuốt bấm chặt cho khỏi bị ngã da thịt tan nát khí lực đã hết nay gắng sức nhẫn chịu cho tới con thỏ cuối cùng đi qua thì xương sống gãy nay là tiền thân của đức bổn sư thỏ nay là tu bạc đà la